Hello everyone, xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Anh. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về thí quá khứ tiếp diễn. Bài học của chúng ta sẽ gồm có các phần. Đầu tiên là giới thiệu, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết của thí quá khứ tiếp diễn nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Để bắt đầu bài học, mình sẽ cho các bạn nghe một bài hát rất nổi tiếng và đã từng đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới. Đó chính là bài hát Call Me Maybe. Trong khi nghe, các bạn đừng quên chú ý đến những động từ có ở trong lời bài hát nhé. Trong bài hát thì các bạn cũng đã thấy trong bài sử dụng rất nhiều những từ ở thì quá khứ tiếp diễn, ví dụ như wasn't looking, was showing, was holding, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về thì quá khứ tiếp diễn này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về structures and example, cấu trúc và ví dụ thì quá khứ tiếp diễn. Với câu khẳng định thì quá khứ tiếp diễn có cấu trúc là subject cộng was hoặc were cộng verb ing. Với subject I, he, she, it hoặc danh từ số ít thì sẽ cộng với was. Còn subject we, you, they danh từ số nhiều thì sẽ cộng với were. Ví dụ, I was waiting for my boyfriend at the bus stop at 6 p.m. last Tuesday. Tôi đang chờ bạn trai ở bến xe buýt vào lúc 6 giờ tối thứ ba tuần trước. Với câu phủ định, chúng ta có cấu trúc là subject cộng was hoặc were cộng not cộng verb ing. Với subject cũng như trên, nhưng ở đây chúng ta cần chú ý was not chúng ta có thể viết tắt thành wasn't và were not thì sẽ viết tắt thành weren't. Ví dụ ở đây chúng ta có đó là we weren't staying at home when he came yesterday. Hôm qua chúng tôi đang không ở nhà khi anh ta đến. Với câu hỏi thì sẽ có cấu trúc câu hỏi đó là was hoặc were cộng subject cộng verb ing và câu trả lời là yes subject cộng was were hoặc no subject cộng wasn't hoặc weren't. Ví dụ câu hỏi was your girlfriend going to the gym at 6 a.m. yesterday? Lúc 7 giờ sáng hôm qua bạn gái cậu đang đi tập gym có phải không? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời là yes she was hoặc no, she wasn't. Và đó là tất cả cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về usage, cách dùng và signals, những dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn nhé.